Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Theo báo cáo gần đây, các lực lượng Ukraine từ các vị trí phòng thủ của thành phố Adiivka đang bị suy yếu hơn về hỏa lực, thiếu nguồn tiếp tế quan trọng và đang đối mặt với đà tiến công của Nga. Theo báo Business Insider, những sai lầm trong việc lập kế hoạch cùng với tình trạng thiếu thốn trên nhiều mặt trận đã khiến cho Ukraine bỏ lỡ thời điểm vàng để tăng cường tuyến phòng thủ tại khu vực then chốt của mặt trận. Điều này đồng nghĩa với quân đội Ukraine giờ đây phải làm điều đó trong khi đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Tình hình như vậy càng khiến nỗ lực của Ukraine trở nên khó khăn gấp bội phần. Chất lượng của những tuyến phòng thủ này không đủ tốt để chống lại các chiến thuật mạnh mẽ của Nga. Ông Sergei Zhravsky, đại tá quân đội Ukraine về hưu, nói với báo The New York Times. Ông Zhravsky nhấn mạnh rằng Ukraine chưa đủ chú trọng đầy đủ vào việc tăng cường tuyến phòng thủ. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nhân lực và thiết bị cũng là nguyên nhân. Chúng tôi thiếu các đơn vị kỹ thuật và các đơn vị hiện tại cũng đang thiếu thiết bị. Ông Zhravsky nói, quân đội Ukraine đã bắt đầu quá trình lập kế hoạch xây dựng các công sự phòng thủ gần thành phố Adiivka mới chỉ 3 tháng trước, nhưng tiến độ vẫn chậm chạp, theo The New York Times. Ukraine đã dựng các chiến hào cơ bản nhưng không nhiều. Trong khi đó, Nga đã bắt đầu lập chiến lược phòng thủ ở phía nam Ukraine trong 6 tháng trước khi mà Ukraine mở chiến dịch phản công, củng cố các vị trí bằng nhiều lớp chướng ngại vật như là bãi mìn, răng rồng, hào chống tăng, tất cả đều được bộ binh, pháo binh và máy bay chiến đấu hỗ trợ. Các lực lượng Nga đã đạt được nhiều thành tựu kể từ khi kiểm soát được Adiivka hồi tháng 2. Gần đây, Nga đã giành được 3 ngôi làng trong thời gian 1 tuần. Song các chuyên gia cho rằng địa hình có thể là phức tạp cuộc tiến công của Nga. Nếu bước tiến của Nga bị chậm lại thì Ukraine sẽ có thời gian để xây dựng và cải thiện khả năng phòng thủ của mình. Các chuyên gia về chiến tranh cho rằng đào hào là chìa khóa để Ukraine tiếp tục chiến đấu. Vào tháng 11 năm 2023, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã kêu gọi tập trung vào việc xây dựng phòng tuyến bên ngoài thành phố Adiivka, nơi vốn được bảo vệ nghiêm ngặt hơn một số khu vực xung quanh mà Nga đang nhắm tới. Tuy nhiên, cho đến nay, một nhà phân tích hình ảnh vệ tinh nhận định với The New York Times rằng Ukraine vẫn chưa tạo được một tuyến phòng thủ đáng gờm. Quân đội Ukraine đã huy động ngân sách từ cộng đồng để có nguồn tiền cho các phương tiện xây dựng như là máy xúc. Phương tiện này tốn kém vì một máy xúc và một phương tiện đa dụng có giá hơn 70.000 đô la Mỹ. Trong khi một số nỗ lực gây quỹ là thành công trên quy mô nhỏ, thì trên quy mô lớn, Ukraine vẫn đang chờ đợi sự viện trợ cần thiết từ Mỹ trong nhiều tháng qua. Sự hỗ trợ từ Mỹ hiện bế tắc tại Quốc hội. Tại một hội nghị được tổ chức tại Kiev hôm ngày 25 tháng 2, Tổng thống Zelensky cho hay Ukraine cần nguồn hỗ trợ trong vòng một tháng và nước này sẽ yếu hơn trên tiền tuyến nếu không có sự hỗ trợ này. Trong bản cập nhật chiến sự tính đến 18 giờ tối ngày 6 tháng 3, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã ngăn chặn 63 cuộc tấn công của quân Nga tại 6 khu vực, hầu hết là ở thành phố Avdiivka và làng Novopavlivka, tỉnh Donetsk. Trong 24 giờ qua, Nga và Ukraine đã xảy ra 76 cuộc giao tranh, theo hãng thông tấn Ukrinform. Trong diễn biến liên quan, tướng Oleksandr Tarnavsky chỉ huy nhóm Tavria của quân đội Ukraine chiến đấu ở miền đông và nam nước này cho biết, trong ngày 6 tháng 3, lực lượng Tavria đã phá hủy sở chỉ huy của một trong những lữ đoàn súng trường cơ giới của Nga và vô hiệu hóa 237 UAV của Nga, theo Ukrinform. Theo ông Tarnavsky, lực lượng Ukraine đang kiên cường trấn giữ phòng tuyến ở khu vực này, đồng thời có những hoạt động tiến công nhất định ở một số khu vực. Ông Tarnavsky cho biết tổng cộng 515 lính Nga bị thương và thiệt mạng ở hướng Tavria trong ngày 6 tháng 3 và 71 vũ khí và trang thiết bị quân sự bị phá hủy. Trong diễn biến liên quan, tư lệnh lục quân Ukraine ông Oleksandr Pavliuk cho biết lực lượng Ukraine sẽ sớm ổn định tình hình chiến trường và đặt mục tiêu thành lập các đơn vị cho các chiến dịch phản công vào cuối năm nay, theo hãng tin Reuters. Ngày 6 tháng 3, Ukraine đã tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào các cơ sở ở một số tỉnh của Nga, gồm Voronezh, Kursk và Belgorod, theo đài RT. Tỉnh trưởng Kursk, ông Roman Starovod cho biết, ít nhất 2 UAV của Ukraine đã tấn công vào quận Zelenogorsk, cách biên giới với Ukraine khoảng 100 km, gây ra hỏa hoạn tại một kho nhiên liệu, rất may là không có thương vong. Bộ Quốc phòng Nga hôm 6 tháng 3 cho biết, lực lượng phòng không đã chặn 2 cuộc tấn công bằng UAV ở tỉnh Voronezh, miền Tây nước Nga, và 2 cuộc tấn công này xảy ra cách nhau 90 phút,
kênh Telegram Baza đưa tin một trong những UAV của Ukraine đã bay về phía sân bay quân sự Baltimore nhưng bị bắn rơi cách đó vài km. Kênh này cho biết thêm rằng hai UAV khác đã cố gắng tấn công một kho dầu ở phía đông Voronezh nhưng đã bị phá hủy. Tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cũng cho biết tỉnh này bị tấn công bằng UAV và lực lượng phòng không đã bắn hạ một UAV gần làng Blitneye, cách biên giới Ukraine khoảng 40 km, không có thương vong. Ngày 6 tháng 3, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã nã tên lửa vào thành phố Odessa, tỉnh Odessa, đúng vào lúc Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thăm thành phố này, theo tờ Kyiv Independent. Trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky, ông Mitsotakis chia sẻ rằng khi ông được Tổng thống và các quan chức Ukraine dẫn đi tham quan cảng Odessa thì nghe thấy tiếng còi báo động không kích. Ngay sau đó, khi đang bước vào ô tô, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, ông Mitsotakis nói. Thành viên nội các Hy Lạp Stavros Papastavrou xác nhận với truyền thông Hy Lạp rằng vụ nổ xảy ra cách đoàn xe của ông Zelensky 150m và không có người của phái đoàn Hy Lạp bị thương, theo tờ Katimerini của Hy Lạp. Cảnh báo không kích vang lên vào khoảng 10 giờ 40 sáng ngày 6 tháng 3 giờ địa phương. Người phát ngôn Hải quân Ukraine, ông Dmytro Letenchuk xác nhận Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cảng của Odessa, khiến 5 người thiệt mạng. Bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine cho rằng vụ nã tên lửa này không liên quan đến chuyến thăm cụ thể nào, mà đó là cách mà Nga tấn công bấy lâu. Sau đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công một nhà kho ở Odessa, nơi được Ukraine dùng để chuẩn bị triển khai xuồng không người lái bằng tên lửa có độ chính xác cao, theo hãng thông tấn TASS. Hôm nay vào lúc 11 giờ 40 sáng giờ Moscow, lực lượng Nga đã mở cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao vào một kho chứa xuồng không người lái ở khu cảng công nghiệp của thành phố Odessa, nơi được lực lượng Ukraine sử dụng để triển khai chúng để chiến đấu. Mục tiêu của cuộc tấn công đã hoàn thành, cơ sở nói trên đã bị tấn công, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Phát biểu tại Liên hoan Thanh niên Thế giới ngày 6 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng bất kể cuộc chiến tranh nào cũng đều là thảm kịch, bởi sẽ có những người chết và bị thương, theo hãng thông tấn TASS. Ông Putin cũng nói rằng người dân Donbass gồm tỉnh Luhansk và Donetsk đã quay sang Nga và chờ đợi sự giúp đỡ từ Nga và Moscow đã đứng lên bảo vệ người dân của mình. Cũng tại liên hoan, ông Putin cho rằng những cuộc pháo kích của Ukraine nhằm vào dân thường ở tỉnh Belgorod là tội ác chiến tranh và do đó Nga sẽ không bao giờ để yên cho những người đứng sau. Cũng trong ngày 6 tháng 3, tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên kênh Telegram rằng Ukraine đã bắn hơn 80 quả đạn vào các khu vực đông dân cư ở Belgorod, cũng như mở một số cuộc tấn công bằng UAV vào tỉnh này trong ngày 5 tháng 3. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 5 tháng 3, các lực lượng Nga tổng cộng 2 lần nã tên lửa, 67 lần không kích, 95 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS, 95 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Tổng cộng có 76 đợt giao tranh giữa hai lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Shevchina và Slobozhanchina miền đông Ukraine, quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Hơn 30 khu định cư biên giới Ukraine bị pháo binh và súng cối của đối phương tấn công, chủ yếu ở các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Nga ngày qua không tấn công khu vực thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, nhưng lại chuyển hướng pháo binh sang các khu định cư gần Kilivska, Kharkiv và Novohovrivka, tỉnh Luhansk. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Ukraine đẩy lùi 62 đợt tiến công của quân Nga, gây ảnh hưởng tới hơn 50 khu định cư trong tỉnh, chủ yếu ở các chiến trường chủ lực Bakhmut, Avdiivka, Liman. Tại tỉnh Zaporizhia, các lực lượng Nga mở 5 đợt tấn công vào các làng Hulapole, Malinivka và Robotyne. Khoảng 15 khu định cư ở tỉnh này nằm dưới hỏa lực pháo binh và súng cối của quân Nga trong ngày qua. Tại tỉnh Kherson, các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí tập kết ở phía tả ngạn sông Dnipro, song không thành công. Hơn 30 khu định cư bao gồm Antonivka, Veletsky, Tihika, Ivanivka và Smaivka, tỉnh Kherson đã bị pháo và súng cối của quân đối phương tấn công.
Theo Bộ Tổng Tham mưu, lực lượng không quân Ukraine tấn công 11 cụm nhân lực của quân đối phương trong ngày qua. Lực lượng tên lửa Ukraine đã tập kích một cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, phá hủy một kho đạn dược, một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 và một hệ thống radar trinh sát và kiểm soát hỏa lực Zupov-1 của lực lượng Nga. Rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.